phải đăng lên cho nó biết. Trời ơi, làm gì mà làm con gì mà chữ mẹ gì mà thấy sợ luôn. Cái con nhỏ đó nó không sợ sau này trời trả báo nó hay gì á. Cô coi cô tức quá trời à. Ai cũng được mà mình làm con mà mình nuôi cha mẹ mình không được thì thôi để cho mà người ngoài người ta lo nó nói là nó giàu có sao nó không lo cho mẹ nó đi. Thấy bà tội, thấy bà nghiệp, bà già cả. Bây giờ cô nói cho con nghe nè, cái quá khứ của bà ấy mình không có nói đi. Bây giờ là mình kiểu mình thấy người già mình giúp đỡ thôi. Dạ. Phải không? Cô nói gì đúng không? Dạ đúng rồi con. Cái quá khứ của bà là mình không có biết tới nữa. Là bây giờ là mình thấy người già mình giúp đỡ cho bà thôi. Mà làm con gì mà chữ cha mẹ gì mang tội chết luôn. Dạ. Cái con đó nó ở đâu gì không biết. Dạ, mà nếu mà cô mà biết nhà nó thử, cô biết số điện thoại nó, cô điện cô chữ ngay mặt nó luôn. Dòng con gì mà không có hiếu thảo với cha mẹ gì hết trơn, không có nuôi cha mẹ được. Giàu nó giàu có gì thôi, sửa nhà lại cho mẹ mình đi, rồi lo cho cha mẹ mình đi. Vậy là lại ấy chứ làm gì mà làm con gì mà chửi quá trời chửi luôn. Bây giờ con đưa lên đi, đưa lên cho nó biết rồi nên nó khỏi nó đi đâu hết trơn. Dạ. Cô có nói đi con. Quá trời. Dạ. Rồi sao con không đăng đồ lên? Đăng cái gì cô? Đăng cái con nhỏ nó lên là nói mà người ta chửi nó gì đấy cho nó biết. Dạ thì cô nói thì con sẽ đăng nè. Còn cô cứ nói thì con chia sẻ lên thì chị đó chắc sẽ nghe hả cô? Trời ơi, mình làm con bây giờ mẹ mình lằn khổ cho mình. Thì bây giờ mà nếu mình nhìn mình không nhìn thì thôi, mình cũng đâu có chửi mẹ mình. Mẹ mình ăn bầu mình cũng 9 tháng 10 ngày cũng đau đớn lắm, sanh đẻ đau đớn lắm chứ. Có đâu mà đi nói mẹ gì ở dưới ống cống mà chui lên đồ. Trời ơi, làm con gì mà hồi đó giờ cô sống 50 tuổi rồi đó. Cô mới thấy con nhỏ này thôi chứ cô không có thấy ai chứ. Thấy coi thấy tức làm con gì mà không có hiếu thảo cha mẹ gì hết trơn á. Bây giờ người ta không có cha mẹ mà người ta còn đi nhìn người dân người ta làm cha mẹ nó, còn con này quá trời. Cô coi hôm cô tức, cô thấy tối quá rồi, cô không có điện cho mà con. Dạ. Cô thấy quá trời luôn mà ai đâu mà làm con mà vậy. Rồi sau này ha, rồi con nó cũng đối xử lại y như nó vậy. Dạ. Bởi vì nói mà làm con mà quá trời hỗn lão luôn mà. Thấy bà thấy hồng nghiệp, chết bà tội, thấy bà tội. Dạ, bà thì cũng già rồi, tám mấy tuổi rồi. Bà tám mấy tuổi mà giờ cô nói nghe nè, bây giờ có cho bà đi đánh bài đi, bà đánh là kiểu bà đánh nhiều, bà có nhiều tiền mà bà quánh. Yeah. Mà cô coi hổm dài thôi kênh đó là thấy là bà thấy nói bà đánh bài, thấy bà có đánh đâu. Yeah. Ở xóm với hai người mà ở xóm của bà đó, người ta nói cái đó là đúng chứ không phải là sai. Yeah. Trời, làm con gì mà đi ăn cắp tầng khoáng cha mẹ, rồi cha mẹ không cho. Không cho nhập hậu khẩu vô, rồi giờ hoặc ngược lại chữ mẹ mình. Trời ơi, nhìn cái mặt của con nhỏ đó, nó trên cơ của tiếng dĩ vậy đó, nhìn cái mặt thấy mặt ghét, không có đạo đức rồi. Dạ. Trời ơi, đi giữ nhìn người ta, thấy nhà cao sửa lắm, đi phe phe vậy là hay lắm sao. Giàu quá rồi, thôi nuôi mẹ đi, để cho mẹ mình sống vậy đó. Thôi giờ ta giúp đỡ, để cho mà ta giúp đỡ với cha mẹ mình đi. Còn sống bao nhiêu năm làm con mắc dại hổn láo, không có đạo đức, người không có đạo đức vậy, rồi nó có con có cái, rồi con nó nữa cũng bắt chước chữ nó y vậy đó. Trời, cô tức quá chứ cô, mà nói thiệt, cô mà đi được á, cô đi tới nhà nó luôn á, mà giờ không biết nhà nó ở đâu luôn á. Ở xóm cô là người ta đầu đi hết trơn cả xóm luôn á. Dạ. Mà không biết nhà nó. Sớm cô là đòi đi á cô, bức xúc quá cô. Người ta thấy người ta mà bực hổng lại, ta gọi cũng nhiều lắm mà, ta gọi mấy cái kênh kia rồi không biết có gọi kênh của con không à. Dạ, cũng vậy. Tức nó bị người ta theo dõi mà. Dạ. Thế nào ở xóm cô cũng đi lại tới nhà bà Đặng, rồi cho mấy đứa bay quay lại, quay lên. Dạ. Tức mà, quá thì tức cô luôn. Cô đi thì cô cứ gọi cho con. Trời ơi, con nghiệp bả thấy sợ luôn. Nó thiệt nha, Mạnh ơi, nhìn mình mà cô nè, cô không có cha mẹ mà cô nhìn bả cô đứt ruột luôn. Cô thấy cô thương quá trời, thương. Dạ.
thấy ông nghiệp bả quá trời luôn, mà bả cũng có xin tiền xin bạc gì đâu, ai cho thì bả lấy, ai cho bả ăn cái gì thì bả ăn, mà làm con gì mà trời ơi thôi. Cô ơi, thấy con nhỏ này nó không có đạo đức chút nào, nhìn cái mặt là cô ghét cái mặt luôn, tóc nó quấn quấn đó mà. Giọng thứ cái mặt. Dạ, cô nhà cô ở đâu cô? Cô ở mà ở Tây Bắc, đi vô trong giường. Dạ, Cần Thơ đó cô. Ở Cần Thơ, cô ở Cần Thơ. Cô thấy cô tức quá trời tức luôn à. Dạ. Chứ trời ơi quá trời ơi, con gì mà trời ơi, ông già của cô chết rồi nè, bà già chết rồi mà giờ cô còn tiếc cũng chết luôn á. Dạ. Nói thiệt chứ mình lo cho cha mẹ mình được rồi mình mừng vui lắm luôn á, nó thiệt luôn. Dạ. Mà cái con này sao mà nó nói vậy, còn mẹ là sướng lắm đó nha, mà mạnh. Dạ. Thiệt chứ ai mà còn cha còn mẹ là mấy người đó là sướng dữ lắm luôn á. Dạ. Mà sao cái con này kỳ cục vậy mẹ, nó đã đẻ ra mà nhiều khi hoàn cảnh đã khó khăn, bà không nuôi được thì bà cho nó, thì giờ nó không nhìn đi, nó không nhìn, nó không mấy đi thì thôi, nó làm cái gì mà nó đi nhìn. Dạ. Nhìn rồi xuống cái đăng cấp bằng tháng của bà. Dạ. Cái chứng chỉ phát hiện được rồi, cái bây giờ cái nó quật ngược lại, nó chửi bà con. Dạ. Gì mà quá trời luôn, hồi lần bởi vì bà đẻ chín hột già, bà luộc bà ăn còn ngon. Dạ. Trẻ con này chi nhìn cái mặt là không có biết, không có đạo đức rồi. Dạ. Nhìn mặt cô thấy ghét. Dạ. Hỗn láo thì sợ. Dạ, nói chung ai cũng bức xúc cái chuyện này hết á, tại vì chị là con mà nói mẹ mình như vậy á. Ừ, không có ai mà ta chịu, ta lên mạng mà ta thích nói chừng, ai cũng ghét nó hết trơn á. Dạ. Trời ơi trời, nhìn gì mà thấy còn nói mấy chị em họp đồ lại, rồi mấy người kia cũng khùng luôn, cũng nghe lời nó bắt nhước nó luôn. Mà 50 tuổi rồi cũng biết là cái nào ấy, trời ơi. Dòng thứ đi giữ dịch mà đi nói hai nhà cao cứ rộng khoe lên vậy là hay lắm á. Nếu mình giàu vậy mình nuôi cha mẹ mình đi, chờ người ta giàu á, người ta đi làm phước không á. Dạ. Chứ đừng có nói người ta bây giờ người ta giàu, người ta làm phước, người ta không giàu đi, người ta nghèo, người ta cũng đi dành dụm, người ta cũng cho mấy người nghèo nữa. Chứ không có ai mà giữ cái con này hết trơn. Dạ. Bởi vì nó nói mẹ nó vậy là trời trả báo, nó thế nào cũng trả báo rồi nữa, con nó trả lại nó là về trả báo mau lắm. Dạ. Con đăng lên con cho nó nghe gì đi, cô cũng không có sợ nó đâu. Dạ. Dòng thứ con gì mà hỗn láo với cha mẹ, đi ra trời á coi chừng ông trời nói với nó trời mưa á, trời mưa đừng ở ngoài nha, trốn ở đâu á. Con gì mà mắc dại thấy sợ, cô nói nhiều đó thôi nha cô. Dạ, rồi con cảm ơn cô nha cô. Con sẽ đăng tải đúng theo lời của cô. Ừ, rồi với cô cũng nói nè, con gắng giúp cho bà Đặng đi dọn nghiệp tá nha con. Dạ, dạ, thì tụi con quay cũng cố gắng, có thể cô chú cộng đồng mạng á, Mạnh Thường Quân thương có thể giúp cho bà được phần nào đó. Không có, cô cũng có chị nước ngoài cũng gửi tiền cho bên cái kênh kia cũng giúp đỡ cho bà, mà kiểu như không có cho nhiều mà 500 triệu vậy thôi. Dạ. Cô thì cô không có cho được thì cô giúp chị thôi, mà chị của cô ấy thì có cho. Dạ. Đồng nghiệp tả trời ơi, chị của cô ở bên nước ngoài cũng điện về mấy cái kênh kia chữ nó dữ lắm mà. Dạ. Cô không có sợ đâu, cô nói thiệt, cô hơi ngán chồng cô thôi. Dạ. Sợ người ta đồn, người ta nói chồng cô làm việc đồ này kia, chứ không có cái con này á. Cô cũng không có sợ nó đâu. Yeah. Không lẽ mình chồng mình làm việc, mình đứng ra mình ghi gây lộn, mình nói chuyện tay đâu với nó chùm thì mất cái uy tín của mình. Yeah. Mà cái con này mà nói nó thiệt với thằng Mạnh ha, nói chuyện tay đâu với nó cũng mất công quá. Yeah. Bởi vì không có ra gì rồi mình nói chuyện với nó thì thôi. Yeah. Dòng thứ mắc dạy mình nói chuyện với nó cũng mắc dạy vậy đó. Yeah. Trời ơi, cái con này mà nó đi ra ngoài hay lên mạng mà đi ra ngoài á, Người ta chữ như trong cái mặt nó khỏi có làm ăn gì hết trơn. Ở đời người ta yêu nhất cũng không có làm ăn gì nữa. Dạ. Làm con gì mà quá trời luôn. Con đăng lên y gì đi, cô không có sợ đó. Dạ dạ, con sẽ đăng. Nó muốn mà tìm vô tới đây, nó tìm cô nói tên họ cô luôn đó. Dạ thôi được rồi cô. Ừ vậy thôi cô, cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ rồi, con chào cô nha cô. Ừ. Dạ dạ, cảm ơn cô. Ừ.